Nhìn trái xoài mà tưởng như trái bơm không á. Sao mà nó ngon quá vậy? Ngon như trái bơm vậy đó. Bơm đỏ cả nhà đó, nhìn nè. Muốn hùng. Mà một cây rất là nhiều trái luôn. Không chùm á. Cũng rất là nhiều số mình không chùm được á. Nhìn lủng thẳng thấy chưa. Chùm nè. Đầy cây chưa. Chỗ nào mà chùm được đã thấp á. Cây chỉ có bị lớn thôi thôi. Này hơi chín nè. Cái này gần chín nè. Cái này gần chín nè. Để mở cho cả nhà mình xem đi nè. Nó hơi cao nên nhúng chân. Rõ có lỗ thật là bự mới được. Tại vì cái này trái to lắm. Cho cả nhà xem trái xoài gần chín nha. Ồ, nó gần chín luôn nè. Mình hái vô mình vú nó được nè ha. Cho cả nhà xem thấy nó vàng vàng nè. Nó vàng vàng như là nó gần chín nè. Cưng ha. Đỏ đỏ là vàng vàng xanh xanh. Đẹp nhất nhất luôn. Thế cái bên nó cũng đẹp luôn. Hai trái hái được luôn đó. Nhưng mà mình đã chín cây mình mới ăn. Nên nó cũng vàng vàng nè. Để mình ra cam nắng cho cả nhà xem. Nó cũng muốn già, nó vàng vàng. Đốm đốm vàng vàng đây nè. Đốm vàng vàng đây nè. Nó già đó. Cưng ha.